Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đồng hành số 6 của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mê Quy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jax. Vậy là sau tổng cộng 4 vòng thi loại, vòng thi sơ tuyển 1, sơ tuyển 2, bán kết 1 và bán kết 2 thì cuối cùng chúng ta cũng đã chọn được 8 gương mặt xuất sắc nhất của cả 3 miền Bắc Trung Nam để cùng nhau bước vào tranh tài trong vòng thi chung kết. Và để chuẩn bị thật tốt cho vòng thi chung kết này, trong tuần vừa qua, ban tổ chức cũng như các thí sinh đã có một lịch làm việc rất dày đặc, rất bận rộn nhưng cũng vô cùng thú vị. Để thống nhất việc thực hiện ý tưởng sân khấu, các tiết mục mở màn, các tiết mục biểu diễn của các thí sinh, một cuộc họp đầy đủ các phòng ban đã diễn ra tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều thứ Năm tuần qua. Ekip thực hiện cũng đang gấp rút chuẩn bị làm sao để thể hiện được hết ý tưởng, làm sao để sân khấu thật đẹp, thật lung linh và làm sao để cho hình ảnh của thí sinh được tỏa sáng nhất trên sân khấu. Còn những nhân vật chính là các thí sinh thì lại đang rất bận rộn với lịch quay phim, chụp hình cũng như tự tạo dựng cho mình một phong cách riêng để chuẩn bị ra mắt công chúng yêu nhạc. Các thí sinh đều phải tập trung từ lúc 7 giờ sáng, tranh thủ trang điểm làm tóc để kịp tận dụng ánh nắng mặt trời, mong có được những bức hình đẹp nhất. Điều này đồng nghĩa với việc ekip của Angel Kids Studio và Brand Huy Studio cũng phải chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị cho các bạn thí sinh tiếng hát truyền hình 2012. Vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, buổi họp báo giới thiệu 8 thí sinh vào vòng chung kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012 đã diễn ra thật sôi nổi tại lầu 14 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xác định cái tiêu chí một lần nữa khẳng định tiếng hát truyền hình là định hướng thẩm mỹ ca nhạc cho tất cả những người tham gia thi này như đã từng làm trong suốt những năm qua. Và năm nay thì nó có một cái mới, đó là chúng ta tổ chức cái công tác thẩm mỹ nó công phu và nó có mang tính hoành tráng lên phần hơn ca sĩ trước. Bây giờ phát sóng cũng tạo cái điều kiện thuận lợi và những ngày giải trí cũng mở trên kênh HTV9 để mà có nhiều người xem. Với những cái đổi mới như thế và đảm bảo cái tính tôn vinh những cái khả năng sẵn có cộng thêm cái đào tạo rèn luyện cho các cái thí sinh, tôi nghĩ rằng là cái tiếng hát truyền hình năm nay nó cũng sẽ khẳng định cái chỗ đứng của nó và qua đó thì nó cũng sẽ có cái sự thu hút của báo giới cũng như là của phong trào những người yêu ca nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh trên cả nước. Cơ hội như thế là tạo cho các em được sự tự tin hơn, các em phải được quyền tự lựa chọn và cách mình thể hiện mình sẽ đi vào phần nào trước. Đấy cũng là một cái là đẹp cho thí sinh nhiều hơn, ưu tiên cho thí sinh tốt hơn. Khi mà mình có bản sắc rồi đó, mình không sợ, mình không bị e ngại trước những nền văn hóa hoặc văn hóa khác, mình tự tin lắm. Cho nên tôi chỉ mong rằng các em thí sinh hãy yêu cái tiếng mà các em phát âm ra, các em sẽ thấy được cái tiếng rất đẹp, hay lắm. Các em chuyển một cái thông điệp đó cho người khác tin và khán giả, người ta nhận cái thông tin đó, người ta nở hoa trong lòng người ta bằng cái âm thanh đó, bằng cái hình ảnh mọi người. Cuộc thi năm nay có nhiều thay đổi, đặc biệt là vòng chung kết. Ngoài thi đấu về giọng hát, các thí sinh còn phải đấu trí với nhau để làm sao chinh phục được ban giám khảo và khán giả với 4 quân cờ. Ca khúc truyền thống cách mạng hoặc hát về biển đảo quê hương, ca khúc dân ca hoặc mang âm hưởng dân gian, nhạc trẻ và ca khúc sở trường hát theo phong cách mộc. Tuy nhiên, thứ tự chọn lựa trình tự thể hiện các ca khúc là do thí sinh toàn quyền quyết định, tùy theo chiến lược của mình để tạo một sự bứt phá hiệu quả nhất, đưa đến những kết quả cao nhất. Điều này không thể phủ nhận đã đem đến cho cuộc thi một sự thu hút đáng kể bởi khán giả đang rất nóng lòng, đang rất hồi hộp chờ đợi xem các thí sinh sẽ tính các nước cờ tiếp theo như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn thí sinh của chúng ta đã chuẩn bị xong về mặt hình ảnh rồi. Còn về phần biểu diễn thì sao? Hãy cùng chủ Lộc vào trong để xem các bạn tập luyện như thế nào nhé. Ta đi trong gió, trái tim được thương,
Đến ngày mai là đêm thi trực tiếp đầu tiên rồi. Vậy thì hiện tại tâm trạng của bạn như thế nào? Đang rất là phấn khởi để mong sao thời gian trôi qua nhanh để được tới ngày mai để được dự thi. Còn bạn thì như thế nào? Tâm trạng của bạn có cảm thấy lo lắng hay không? Và phần tập luyện của bạn đến đâu rồi? Phần tập luyện của em thì bây giờ cũng thấy là khá ổn và em rất là tự tin để chờ đến ngày mai lên sân khấu biểu diễn. Em đang rất là hào hức và hồi hộp ạ. Còn bạn thì bạn chuẩn bị gì cho đêm thi ngày mai nè? Ngày mai thì em cũng tưởng tượng rằng em sẽ mặc một cái đầm có cái đuôi dài và em sẽ make up cho mình cố gắng làm sao thật là trẻ trung và xinh xắn hơn để mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn. Còn bạn thì bạn chọn cho mình một ca khúc gì, thể loại nào vào đêm thi ngày mai? Em chọn cho mình một ca khúc rất là nhí nhảnh và dễ thương và ca khúc được mang tên Em đi chùa Hương, một thể loại của nhạc âm hưởng dân ca. Còn bạn thì bạn chọn ca khúc gì vào đêm thi ngày mai? Mình chọn một ca khúc của nhạc sĩ Hữu Ước, ca khúc được mang tên Lời đưa cỏ non, nói về tâm trạng của một người mẹ. Đêm đầu tiên mình sẽ hát bài hát sở trường của mình, chính là bài Trên đỉnh trường sơn ta hát, bài này của nhạc sĩ Hy Du. Trong đêm đầu tiên em sẽ trình bày một ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc được mang tên Cặp ba lá và rất hy vọng khán giả sẽ ủng hộ em với ca khúc này. Trong đêm chung kết đầu tiên thì Tuấn Hòa sẽ hát một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Lan mang tên Độc quyền cầm với phong cách dân gian đương đại. Bây giờ chắc chị Lộc phải rút khỏi đây thôi để cho các bạn tập trung luyện tập. Nhưng trước khi nhường lại phần không gian này cho các bạn tập luyện thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem lại cơ cấu của giải thưởng cuộc thi năm nay nhé. Giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng, giải tư 20 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba, tư và khuyến khích còn nhận được phiếu sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Khơ Thị Beauty and Spa trị giá lần lượt như sau: 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ dành cho thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng và biển đảo quê hương xuất sắc nhất, thí sinh hát dòng nhạc dân ca mang âm hưởng dân gian hay nhất, thí sinh hát dòng nhạc trẻ hay nhất, thí sinh thể hiện tốt nhất với phong cách mộc. Giải thưởng của năm nay khá là hấp dẫn phải không quý vị? Và vòng thi chung kết sẽ được diễn ra bắt đầu từ tối ngày mai, tức là tối ngày 12 tháng 10, kéo dài trong 5 tuần liên tiếp cho đến đêm ngày 9 tháng 11 và được trực tiếp trên kênh HTV9 vào mỗi buổi tối thứ 6 hàng tuần. Với tiêu chí bản sắc Việt, cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012 mong muốn sẽ gợi lên niềm tự hào của giới trẻ khi được hát những ca khúc về quê hương xứ sở mình, về tình người, về tình yêu đôi lứa của đất nước mình. Và từ đó, những ai có đủ nội lực bước ra từ cuộc thi, nếu có thêm điều kiện và cơ hội, sẽ vững bước phát triển thêm trên con đường hội nhập vào nền âm nhạc khu vực và thế giới. Mọi thông tin chi tiết hay thể lệ cuộc thi, xin quý vị và các bạn hãy cùng truy cập vào trang web www.tienghattruyenhinh.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Đồng hành số 7, cũng vào khung giờ này vào tối thứ Năm tuần sau. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mayquy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jack's.